ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលអំពីព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពតវិញម្តងគឺបើតាមមន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺទ្វាររំដោះទឹកទីអាងស្តុកទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយនៅបន្តបើកចំនួន 1 ដោយសារតែកំពស់ទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកគឺស្ថិតនៅកំពស់ Hay môn đằng quạt bạc máu và quạt áo sải mà phay nửa tí rồi còn đập ram nửa tí đài từ bàn quạt bằng khô từ mà xem thì tịch chân từ nhâm sơn nôm po từ phía bị chia po ruột đằng anh ấy sập mai cam bị chia dương đằng tụ bay chia bị kí sinh lý quạt bạc thuê từ cả đói phần tái nơi tập như ai mà lên bàn đài đòi xa viên miên sự vật tập hiệp viên miên coi đôi bỉm bốn là toàn thuê bị kí sinh lý đằng dương ai han để phay khăng phần tái là ní cứ ắt ai tê hay xong nhiều chơi mong mà chơi cái lại nhóm lục bài mòn đất hoang trẻ hiệp mòn đất tật chú xong mình chạy phong đá thà chung bố thà nạp hiệp ạc sĩ nơi khai cầm bốt cư miên lại khả nạ là ọ bà xa thò mà đá tăng phim mà xa mánh bắn to rồi hôm ở đó thằng ngày này.